Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Để tiếp nối series Đọc sách cùng AZFIN, AZFIN xin được giới thiệu tới quý anh chị một quyển sách về cuộc đời và sự nghiệp đầu tư của nhà đầu tư huyền thoại xứ Omaha, Warren Buffett. Hòn tuyết lăn, tựa gốc là The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life, là cuốn tiểu sử đầy đủ và chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, được viết bởi Alice Broder, một nhà phân tích tài chính nổi tiếng. Buffett ấn tượng với phân tích sắc sảo của Broder về Berkshire Hathaway, từ đó mời bà viết tiểu sử về mình. Ông cho phép bà tiếp cận sâu vào cuộc sống cá nhân và những tài liệu chưa từng được tiết lộ, với điều kiện bà phải viết trung thực, không bị ảnh hưởng bởi quan điểm của ông. Quá trình hợp tác kéo dài nhiều năm với hàng nghìn giờ phỏng vấn giúp Broder khám phá những khía cạnh về cả tài chính lẫn cuộc sống cá nhân của Buffett. Cuốn sách không chỉ nói về thành công trong đầu tư mà còn đi sâu vào những câu chuyện cuộc sống, gia đình và cả những khó khăn, thất bại của Buffett, giúp ông trở nên người hơn trong mắt độc giả. Hòn tuyết lăn được xuất bản lần đầu vào năm 2008. Cuốn sách vừa là tài liệu quý giá về tài chính, vừa là chân dung sinh động về một trong những doanh nhân nổi tiếng bậc nhất thế giới, được xem như một tác phẩm quan trọng giúp người đọc hiểu rõ hơn về con người và những nguyên tắc đầu tư đã làm nên tên tuổi của Buffett. Phần 1. Ảo tưởng The Bubble. Phần 1 của quyển Hòn tuyết lăn tập trung vào việc giới thiệu các sự kiện quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Warren Buffett, đặc biệt là những giai đoạn ban đầu. Chương 1. Hãy chọn cách khiêm tốn hơn. Nội dung chương ngắn gọn và tập trung vào triết lý sống và sự khiêm tốn của ông. Ông tin rằng thành công đến từ việc dẹp bỏ cái tôi và duy trì sự thận trọng trong mọi hành động. Lời khuyên của Warren Buffett. Mở đầu chương, Warren Buffett chia sẻ lời khuyên rằng khi kể lại một câu chuyện hoặc đưa ra lập luận, nếu có nhiều cách diễn giải khác nhau, hãy chọn cách khiêm tốn hơn. Đây là một bài học quý giá mà Warren Buffett luôn thực hiện trong cuộc sống và công việc. Câu chuyện về sự phát triển và sự khiêm tốn. Chương tập trung vào những trải nghiệm cá nhân của Warren Buffett về cách phát triển trong kinh doanh và cuộc sống. Mặc dù đạt được nhiều thành công lớn, ông luôn giữ vững sự khiêm nhường trong các quyết định của mình, từ cách đối xử với nhân viên đến các chiến lược kinh doanh. Sự thành công không chỉ là tiền bạc. Warren nhấn mạnh rằng thành công không chỉ đến từ việc kiếm nhiều tiền, mà còn đến từ việc đối xử tốt với mọi người xung quanh và duy trì các giá trị đạo đức. Buffett cho rằng những giá trị này đã giúp ông trở thành một người lãnh đạo tốt hơn và đạt được sự tôn trọng từ người khác. Tầm quan trọng của việc kiểm soát bản thân. Trong chương này, Warren Buffett cũng nhấn mạnh việc biết kiểm soát bản thân và không để cảm xúc ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng. Ông giải thích rằng một nhà lãnh đạo giỏi cần có khả năng tự kiềm chế và kiên nhẫn trong những lúc căng thẳng. Những điểm này cho thấy triết lý sống và làm việc của Warren Buffett dựa trên sự khiêm tốn, kiên nhẫn và biết kiểm soát bản thân. Chương 2. Thung lũng mặt trời. Warren Buffett tại Sun Valley. Chương bắt đầu với hình ảnh Warren Buffett đến dự một sự kiện quan trọng tại Sun Valley vào tháng 7 năm 1999. Ông di chuyển cùng gia đình trên chiếc máy bay phản lực cá nhân Gulfstream 4, một biểu tượng của sự thành công và quyền lực. Sự kỳ vọng về bài phát biểu của Buffett. Sự kiện này thu hút các doanh nhân hàng đầu nước Mỹ và mọi người đều chờ đợi bài phát biểu của Buffett. Ông được coi là một trong những người thông thái nhất trong giới tài chính và kinh doanh vào thời điểm đó. Buffett dự định chia sẻ những quan điểm cá nhân về bong bóng công nghệ đang diễn ra vào thời điểm đó. Nhận định của Buffett về bong bóng công nghệ. Trong suốt buổi họp mặt, Warren Buffett nhận xét rằng thị trường chứng khoán công nghệ đang trong trạng thái bong bóng và ông không tham gia vào cơn sốt này. Ông nhấn mạnh rằng những gì đang xảy ra trong thị trường là bất thường và sẽ không bền vững. Phản ứng của các doanh nhân khác. Bài phát biểu của Buffett gây ra nhiều tranh cãi trong giới doanh nhân, trong khi một số người tôn trọng ý kiến của ông, nhưng những người khác cảm thấy rằng Buffett đã quá bảo thủ và không hiểu rõ về tương lai của công nghệ. Tầm quan trọng của sự kiên nhẫn và thận trọng. Warren Buffett kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời khuyên về việc luôn duy trì sự kiên nhẫn và thận trọng trong đầu tư. Ông cảnh báo rằng việc chạy theo lợi nhuận ngắn hạn mà bỏ qua các nguyên tắc cơ bản có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chương này làm nổi bật sự khác biệt trong tư duy và chiến lược đầu tư của Warren Buffett so với nhiều doanh nhân khác trong thời kỳ công nghệ bùng nổ. Chương 3. Những kẻ sống theo thói quen. Cách tiếp cận khác nhau của Buffett và Munger. Chương này tập trung vào sự khác biệt rõ rệt giữa Warren Buffett và Charlie Munger, đặc biệt trong cách họ đối diện với cuộc sống và công việc. Trong khi Buffett cố gắng làm hài lòng người khác và duy trì sự thân thiện,
Munger lại ít quan tâm đến việc giữ hình ảnh và thường thẳng thắn tới mức không ngại khiến người khác cảm thấy khó chịu. Mối quan hệ của Buffett và Munger. Buffett và Munger được mô tả như một cặp song sinh dính liền với nhiều điểm tương đồng về tính cách và phong cách sống. Tuy nhiên, cả hai có những thói quen rất khác nhau, đặc biệt là trong cách tiếp cận với người khác và sự thành công. Thói quen của Charlie Munger. Munger được miêu tả là người sống theo những thói quen cố định, từ việc lái xe đến việc sử dụng kính giày của mình. Ông luôn giữ những thói quen này qua nhiều năm. Điều này phản ánh sự kiên định của Munger, đồng thời cũng thể hiện phần nào tính cách cứng nhắc của ông. Sự ảnh hưởng của thói quen trong kinh doanh. Cả Buffett và Munger đều có những cách làm việc khác nhau, nhưng cả hai cùng nhận ra tầm quan trọng của việc thiết lập các thói quen trong đầu tư và kinh doanh. Sự ổn định và kiên định trong cách làm việc giúp họ đưa ra những quyết định chính xác và đạt được thành công trong lâu dài. Chương 4. Warren có chuyện gì thế? Sự khởi đầu trong đầu tư của Warren Buffett. Chương này tập trung vào giai đoạn đầu trong sự nghiệp đầu tư của Warren Buffett, đặc biệt là những trải nghiệm và bài học đầu tiên của ông. Ông bắt đầu cảm nhận được sức hút của thị trường chứng khoán và sự cần thiết phải đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn. Những sai lầm ban đầu. Warren Buffett chia sẻ về những sai lầm trong các quyết định đầu tư ban đầu của mình, bao gồm cả việc tham gia các đợt đua ngựa, nơi ông thua lỗ và nhận ra rằng việc cố gắng lấy lại số tiền đã mất bằng cách tiếp tục đặt cược là một chiến lược sai lầm. Bài học này giúp ông hiểu rằng sự kiên nhẫn và không để cảm xúc chi phối là chìa khóa thành công trong đầu tư. Triết lý đầu tư hình thành. Thông qua những bài học khó khăn, Warren bắt đầu phát triển những triết lý đầu tư riêng của mình, tập trung vào việc tránh rủi ro không cần thiết và chỉ đầu tư vào những lĩnh vực mà ông thực sự hiểu rõ. Tầm quan trọng của việc học từ thất bại. Chương nhấn mạnh rằng mỗi thất bại đều mang lại một bài học quan trọng cho Warren Buffett. Ông coi những sai lầm này như cơ hội để học hỏi và cải thiện kỹ năng đầu tư của mình. Những điểm chính này làm rõ quá trình hình thành tư duy đầu tư của Warren Buffett thông qua những trải nghiệm cá nhân và các bài học từ thất bại. Phần 1 đặt nền tảng cho độc giả hiểu sâu hơn về triết lý sống, tính cách và sự hình thành tư duy đầu tư của Warren Buffett. Nó nhấn mạnh tính cách khiêm tốn và thận trọng của ông, mặc dù ông là một trong những người giàu nhất thế giới. Phần 2. Bảng điểm nội tâm, The Inner Scorecard. Chương 5. Khát khao giảng đạo, gốc rễ tôn giáo của gia đình Buffett. Chương này giới thiệu về xuất thân tôn giáo sâu sắc của gia đình Buffett, sự di cư của tổ tiên Buffett từ châu Âu do sự bức hại tôn giáo và xu hướng giảng đạo của gia đình được nhấn mạnh. Tổ tiên của Warren Buffett. Câu chuyện nói về dòng dõi tổ tiên của Warren Buffett, đặc biệt là John Buffett, người vừa là nông dân, vừa là nhà truyền giáo ở Mỹ. Hậu duệ của ông tiếp tục duy trì truyền thống tín ngưỡng mạnh mẽ của gia đình, ảnh hưởng lên Warren Buffett. Chương đề cập đến cách nền tảng tôn giáo này đã hình thành nên tuổi thơ của Warren. Những bài học từ cha ông về việc sử dụng bảng điểm nội tâm, Inner Scorecard, thay vì dựa vào sự công nhận bên ngoài, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá trị và phương pháp tiếp cận cuộc sống, công việc của Warren. Tầm quan trọng của giá trị nội tại. Chương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống theo những nguyên tắc nội tại của bản thân thay vì bị ảnh hưởng bởi các phán xét từ bên ngoài. Cha của Warren được miêu tả là tấm gương nhấn mạnh về tính liêm chính bên trong. Chương 6. Những cuộc đua trong bồn tắm. Thị trường chứng khoán và khủng hoảng năm 1929. Chương bắt đầu với bối cảnh về sự bùng nổ và sụp đổ của thị trường chứng khoán vào những năm 1920. Howard Buffett, cha của Warren Buffett, đã bắt đầu sự nghiệp môi giới chứng khoán trước khi thị trường rơi vào khủng hoảng nặng nề vào ngày thứ ba đen tối, ngày 29 tháng 10 năm 1929. Cuộc khủng hoảng đã khiến tài sản mất giá trị lớn và ảnh hưởng đến tài chính của nhiều người, bao gồm cả gia đình Buffett. Ảnh hưởng của khủng hoảng đến gia đình Buffett. Trong thời gian khó khăn này, Howard Buffett gặp nhiều khó khăn trong công việc môi giới chứng khoán khi rất ít người đến đầu tư. Gia đình sống trong hoàn cảnh khó khăn và mẹ của Warren thường xuyên phải đi cùng cha ông trong các chuyến gặp gỡ khách hàng. Vào thời điểm này, Warren Buffett ra đời chỉ vài tháng sau cuộc khủng hoảng. Điều này càng tạo thêm áp lực cho gia đình về mặt tài chính. Tính cách kinh doanh của Warren từ nhỏ. Warren ngay từ nhỏ đã thể hiện khả năng tính toán và sự thông minh trong việc kiếm tiền và kinh doanh. Chương mô tả sự phát triển của những thói quen tính toán của Warren ngay cả khi còn là một cậu bé. Ông thường tính toán các số liệu trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong các buổi lễ ở nhà thờ. Bài học từ sự khác biệt. Một chủ đề xuyên suốt trong chương là cách Warren Buffett học được từ sự chênh lệch và tính toán sự khác biệt trong các cơ hội kinh doanh. Ông nhận ra rằng chìa khóa thành công nằm ở việc nắm bắt thông tin, và càng nhiều thông tin thì cơ hội kiếm lời càng lớn.
Điều này đã định hình tư duy kinh doanh của Warren trong những năm tháng sau này. Những điểm này làm nổi bật giai đoạn đầu trong cuộc đời của Warren Buffett khi ông bắt đầu hình thành tư duy kinh doanh và khả năng tính toán vượt trội. Chương 7. Lễ kỷ niệm ngày chiến thắng 11 tháng 11. Warren Buffett vào lớp 1 năm 1936, khi Warren bắt đầu vào lớp 1 tại trường Rose Hill, cậu nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới. Một trong những lý do chính là cậu cảm thấy được giải phóng khỏi việc phải ở nhà với mẹ cả ngày. Mối quan hệ bạn bè. Tại trường, Warren Buffett kết bạn với Bob Russell và Stu Erickson. Warren và Bob thường đi bộ đến trường cùng nhau và sau giờ học, cậu có nhiều hoạt động cùng bạn bè, giữ cho cậu luôn bận rộn cho đến khi cha về nhà. Thói quen quan sát và tính toán. Warren và bạn của cậu dành nhiều thời gian ngồi trước cửa nhà Bob để ghi chép biển số xe trên đại lộ quân đội. Hoạt động này ban đầu có vẻ kỳ lạ đối với gia đình, nhưng họ cho rằng điều này xuất phát từ sự đam mê toán học của Warren, sự tò mò và tư duy điều tra. Warren đã thuyết phục Bob rằng nếu các ngân hàng địa phương bị cướp, họ sẽ giúp cảnh sát bắt được bọn cướp bằng việc cung cấp các biển số xe mà họ đã ghi lại. Điều này cho thấy từ nhỏ, Warren đã thể hiện sự tò mò và kỹ năng tư duy logic. Chương 8. 1.000 cách kiếm tiền. Khởi nghiệp từ khi còn nhỏ. Warren Buffett bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ khi còn rất nhỏ, chỉ mới 6 tuổi. Với việc bán kẹo chewing gum cho hàng xóm, ngay từ ngày đầu tiên, ông đã thể hiện sự cứng rắn trong việc định giá và không nhượng bộ khách hàng, dù là những người lớn tuổi. Ông kiếm tiền từ nhiều công việc khác nhau như bán kẹo cao su, bán Coca-Cola, giao báo và thậm chí là mở những dịch vụ riêng nhỏ lẻ như kinh doanh máy đánh pinball. Cảm hứng từ cuốn sách 1000 Ways to Make $1,000. Cuốn sách này đã tạo ra một ảnh hưởng lớn đến Warren khi còn nhỏ. Từ nội dung của cuốn sách, ông học được rằng cơ hội để tạo ra tài sản lớn từ số vốn nhỏ là có thể. Điều này đã khơi gợi niềm đam mê kiếm tiền và làm giàu từ sớm của Warren. Tư duy về lãi suất kép. Một trong những bài học quan trọng nhất mà Warren học được từ cuốn sách là khái niệm lãi suất kép. Ông bắt đầu nhận thức rõ ràng rằng thời gian có thể biến một khoản tiền nhỏ thành một khoản tài sản khổng lồ nếu biết tận dụng lãi suất kép. Kế hoạch làm giàu. Warren nhanh chóng thực hiện các kế hoạch đầu tư của mình từ những ý tưởng mà ông học được. Ông bắt đầu với việc mua bán cổ phiếu ở tuổi 11 và kiếm được khoản lợi nhuận đầu tiên từ đó, tạo nền tảng cho mục tiêu trở thành triệu phú trước 35 tuổi. Sự kiên định trong việc kiếm tiền. Từ khi bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên, Warren đã luôn duy trì ý chí tiến về phía trước, tích lũy tài sản và không bao giờ để mất mục tiêu của mình. Điều này đã góp phần quan trọng vào thành công sau này của ông. Qua những câu chuyện về các cách kiếm tiền khác nhau, chương này minh họa sự kỷ luật và sáng tạo mà Buffett áp dụng từ rất sớm, giúp hình thành nên một phong cách đầu tư dài hạn và cẩn trọng sau này. Chương 9. Những ngón tay nhúng chàm. Bối cảnh lịch sử. Chương này diễn ra trong giai đoạn từ năm 1941 đến năm 1944, khi Warren Buffett chỉ mới 11 tuổi. Bối cảnh mở đầu với sự kiện gia đình Buffett đang lái xe về nhà từ một buổi lễ nhà thờ khi nghe tin về cuộc tấn công trên châu cảng của Nhật Bản trên đài phát thanh. Đây là một sự kiện lớn và có ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của Warren về thế giới đang thay đổi. Ảnh hưởng của cha Warren, Howard Buffett. Cha của Warren, Howard Buffett, có quan điểm chính trị rất cực đoan và sự kiện này càng làm cho quan điểm của ông trở nên mạnh mẽ hơn. Ông và bạn bè xem Tổng thống Roosevelt là một kẻ độc tài, muốn kéo dân Mỹ vào một cuộc chiến tranh không cần thiết ở châu Âu. Quan điểm này cũng ảnh hưởng lớn đến môi trường mà Warren trưởng thành. Sự thay đổi trong suy nghĩ của Warren. Sự kiện tấn công trên châu cảng là một bước ngoặt lớn đối với nhận thức của Warren về sự bất ổn của thế giới. Ông bắt đầu nhận thức về những thay đổi lớn và bài học từ tình hình chính trị cũng như sự kiện lớn trên thế giới. Mối quan hệ giữa các sự kiện lớn và việc đầu tư. Warren bắt đầu hình thành ý tưởng về sự quan trọng của việc tự chủ về tài chính và đưa ra các quyết định khôn ngoan trong bối cảnh không ổn định của thế giới. Trường này gợi ý rằng từ nhỏ Warren đã hiểu rõ sự liên quan giữa tình hình chính trị và tài chính với những quyết định đầu tư của mình trong tương lai. Trường này nhấn mạnh sự phát triển về tư duy của Warren trong bối cảnh thế giới đầy biến động và ảnh hưởng từ cha ông. Chương 10. Những kẻ quậy phá. Thời kỳ khó khăn và nổi loạn. Chương mô tả giai đoạn khi Warren Buffett bước vào lớp 8 và lớp 9 tại Washington DC. Warren bắt đầu kết bạn với một nhóm bạn xấu và tham gia các trò nghịch ngợm không phù hợp. Đây là khoảng thời gian Warren cảm thấy bứt rứt và khó chịu với môi trường học đường. Sự tham gia vào các trò tinh nghịch. Warren thích sử in của trường và thường xuyên tính toán các con số và chữ cái trong giờ học in. Ông còn tạo ra tiêu đề thư, mạo danh hội những người không uống rượu Mỹ
để thực hiện các trò đùa với những người nhận thư. Sự phát triển tính cách mạo hiểm, Warren lần đầu tham gia vào những hành động nổi loạn hơn như bỏ nhà đi hoang và trốn thuế. Dù mới chỉ là một cậu bé, nhưng những hành động này bắt đầu ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu với gia đình và gây lo lắng cho cha mẹ. Những rắc rối với pháp luật. Cuối cùng, Warren và bạn bè đã gặp rắc rối với cảnh sát trong một chuyến bỏ trốn. Khi họ bị phát hiện và bị cảnh sát tra hỏi, Warren cảm thấy tội lỗi vì đã dẫn đầu nhóm bạn trong những hành động sai trái. Điều này đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc ông dần thay đổi hành vi của mình. Những điểm này cho thấy giai đoạn tuổi trẻ nổi loạn của Warren Buffett, đồng thời phản ánh sự phát triển về tính cách và sự thay đổi hướng đi sau các sai lầm của ông. Anh chị có đánh giá gì về nội dung của video? Hãy để lại một comment. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người hơn. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để AZFIN có động lực làm thêm nhiều video giá trị khác gửi đến quý anh chị nhà đầu tư. AZFIN mong rằng series đọc sách cùng AZFIN sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích và giúp anh chị lựa chọn những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị cảm thấy hứng thú với quyển sách này, đừng ngần ngại tìm đọc để có trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe đến cuối video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại.